kiến nghị cấm Uber hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tạm thời chưa cho công ty trách nhiệm hữu hạn Uber Việt Nam thực hiện thí điểm ứng dụng hợp đồng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng, gọi tắt là hợp đồng điện tử trong năm 2017. Theo lãnh đạo Sở, lý do của kiến nghị trên là tại thành phố Hồ Chí Minh đã có một số đơn vị đang thực hiện thí điểm hợp đồng điện tử gồm Grab, Vika, Vinasanka, MK, tức Mylinka. Việc tạm dừng cho phép Uber hoạt động nhằm khống chế phát sinh số lượng xe hợp đồng điện tử tham gia thí điểm làm ảnh hưởng đến trật tự vận tải và ảnh hưởng trực tiếp đến quy hoạch phát triển taxi tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết từ năm 2014 đến nay, hoạt động của xe Uber tại thành phố Hồ Chí Minh chưa theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô. Sở đã nhiều lần có văn bản đề nghị Uber làm thủ tục theo quy định của pháp luật Việt Nam để hoạt động nhưng Uber không hợp tác. Cũng theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động của Uber đã làm ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh của các đơn vị kinh doanh taxi và các đơn vị đang thực hiện thí điểm hợp đồng điện tử như Grab, Vika.